Tôi yêu bạn từ Iran. Gì mai đâu giờ là cái gì? Rồi em tí em sạc pin đã. Ok. Đâu giờ là cái gì trời ơi, không biết luôn á. Mà nó là tin buồn hay tin vui em không biết. Ok. Mai hả? Mai 8 giờ. Mới thấy cô tắt like mà. Đúng rồi, em vừa mới tắt like xong đó, em bật lên như bị lag bị đau gì á. Okay. Can you make a voice for Irina? Chị có em không? Là sao? Em sống ở chung cư mà. À, sướng người ta. Danny nói gì chả hiểu luôn ý. Hello Danny. Where you from? Mà nói gì không hiểu gì luôn, trời ơi. Hello chị Nga. Không, chị đâu phải là tên Nga, trời, chị không phải Nga đâu. Chị tên là Hồng mà, đâu phải Nga đâu. Hello bạn Thảo Tô. Trời ơi, không biết là mấy bạn nói cái gì luôn á trời. Chín giờ 14 phút. Chị em còn sợ chị không tin em sống ở chung cư mà, ở chung mà. Đâu ấy, đâu có đâu. Ui dồi ôi, sao nhiều người thêm vào giỏ hàng quá vậy trời. Ê nè, vô like các bạn sẽ có cái mã giảm giá 50% phần trăm cho free ship các bạn ơi. Đi à, nhưng bỏ rơm. Trời ơi, cái đầu em ở đó xuống kèo là như bộ rơm. Buồn luôn. Em hết pin rồi. Ngày mai mới coi live tiếp Hồng Anh ơi. Được chưa? Trời ơi, hết bỏ rơm chưa? Trời ơi, hết bỏ rơm chưa? Xem mụ quá. Hello Văn Đan. Trời ơi, chào Minh, chị buồn ngủ quá. Không biết buồn ngủ không, cũng ngáp ngáp hoài luôn á. Cô ơi, cô là người quay. Đúng rồi, chính xác. Hey nhô, binh bờm. Trời ơi, bây giờ có nhiều người mua vậy trời. Đây này, mua áp mã free ship vô kèm theo mã giảm giá 15% nhé bạn. Các bạn mua áp thêm cái mã giảm giá 15% kèm theo free ship vào với bạn nha. À đúng rồi, ngày mai phải đi mua 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 gì nhỉ? Phải đi mua cái rượu rượu mới được. Phải đi mua rượu. Chuẩn bị lên rồi, mai thứ sáu. Thôi thôi Thảo tôi đừng gọi. Mấy cái xếp đằng sau làm được giảm giá à cô? Đúng rồi, đang coi phiên live của em giữ giảm giá đấy. Có free ship và giảm giá 15% nữa. Mấy bạn mà khách hàng mới lại còn được giảm 50% cơ. Ôi, điện thoại em còn 5% thôi mấy bạn ơi. Hết pin rồi. Để sạc vào xem có nói chuyện thêm một tí nào không, thấy nó tối thui rồi đó. Nó tối thui luôn. Rồi sáng lên một xíu nào.